Em xin chào các bác nhé, xin chào quý cô chú anh chị em xem live. Hôm nay là em lên một cái video vào buổi trưa của ngày Chủ nhật. Em đăng một cái đoạn video ngắn lên chia sẻ các bác nhà mình những cái dòng lan mà nhà em đang có. Xin mời các bác nhà mình ghé qua like ủng hộ cho em gái nhé. Các bác nhà mình mà muốn sưu tầm hàng gì thì mình có thể gọi điện trực tiếp số điện thoại bên em, đó là 0385050491 để mua hàng các bác nhé. Hôm nay em cũng có em lên một cái video ngắn thôi ạ, cũng chia sẻ một vài dòng lan rừng thôi mà cũng là giá rất là rẻ các bác nhé. Đơn đầu tiên lên chia sẻ các bác nhà mình đó là một cái cây hoàng nhạn 4N bản lá mít xếp ạ. Hoàng nhạn 4N bản lá mít xếp. Cây này của em thì được 9 cặp lá các bác ạ, 9 cặp lá rồi, cây rất là đẹp. Mã số E3, cây này trước bán với giá là bằng 360.000, 360. Đó, 36 thì hôm nay em đang sell nốt các bác nhà mình cây này nhé. Hoàng nhạn 4N bản lá mít xếp thường. Cây này mã số E3 với giá bằng 230.000 nốt đi ạ. 230.000 em vừa bán vừa tặng kỷ niệm nhà mình nhé. Đôi này bác nào sưu tầm được thì mình gọi điện theo số điện thoại bên em, đó là 0385050491 để mua hàng. Đó, cả nhà mình ghé qua like ủng hộ nhé. Và tiếp theo đây thì em sẽ lên giới thiệu các bác nhà mình một vài những cây 4N bản lá mít xu của bên nhà vườn em. Rất là đẹp, cũng được khách. Nói chung là cái này đã chơi được cây mít xu này thì toàn là khách VIP thôi ạ. Là thật các bác nhà mình, cây nó VIP nên là cũng toàn là khách VIP mà sưu tầm những cây này thôi. Nên là hôm nay em cũng sẽ làm một cái đoạn video để giới thiệu các bác nhà mình những cây 4N, hoàng nhạn 4N bản lá mít xu. Thứ nhất là cây lá của nó rất là to. Thứ hai là lá tròn. Thứ ba là lá ngắn các bác nhé. Đặc điểm của cái dòng 4N mít xu là nó sẽ như vậy. Đó, em lên các bác nhà mình cây 4N mít xu đầu tiên này. Cây này mã số là M22. Cây này 4N mít xu các bác nhé. Bản lá to, tròn, ngắn, xếp rụt, đẹp. Đó, như cây này bình thường giá ngoài thị trường phải 550. Em hôm nay em đang sell nốt các bác ạ. Hôm nay em đang sell nốt các bác nhà mình giá rẻ để các bác nhà mình sưu tầm. Cây này mã số M22. Mã số M22, cây này em chia sẻ các bác nhà mình là em sell nốt nhé, 400k cây này. 400k cây này. Bác nào hôm nay mình hoan hỉ nhá, muốn sưu tầm những cái cây Mitsu nhà em, những cây tác phẩm đẹp thì các bác nhà mình liên hệ cho em gái theo số điện thoại để mua hàng nhé. Em đọc lại mã số lần nữa, cây này của em có mã số là M22. M22 với giá 400k cây này nhá. Hoàng nhạn 4N bản lá Mitsu hôm nay sale với giá cực kỳ là rẻ. Đó, kính mời các bác nhà mình. Đây các bác nhìn chất lá khác hoàn toàn luôn các bác này. Đây, đằng lá Mitsu nó to và nó dày như này này. Đấy, các bác nhà mình. Cây tiếp theo mình chia sẻ các bác nhà mình đó là cây mã số E1. E1 các bác ạ, với bản lá vô cùng ngắn. E1 với bản lá rất là ngắn, to, tròn các bác ạ. Bản lá ngắn, to, tròn nhá. Mã số E1. Cây này em chia sẻ với giá 450. Hôm nay em cũng sell nốt nhá. Nói chung là cây này các bác đi mua dòng Mitsu này ngoài thị trường toàn 500-600 một cây thôi ạ. Em lấy các bác nhà mình cây này với giá 400, mã số E1. Mã số E1 4N, hoàng nhạn 4N bản lá Mitsu với giá 400. Đấy, bác nào hôm nay mình muốn lấy về làm tác phẩm thì các bác lấy mấy cây về mà chơi vì giá nó rất là rẻ. Lá nó vừa to vừa tròn vừa dày. Vừa dày vừa ngắn ạ. Cây này thì vô cùng đẹp. Cây này nó bị lỗi một tí lá, bị xước một tí lá gần dưới chân này. À, bị xước một tí xíu. Lá rất là đẹp các bác nhá. Tác phẩm này các bác này, hoàng nhạn 4N bản lá Mitsu này. Cây này được nhiều cặp lá đấy. Cây này thì được 2, 4, 6, 8, 9 cặp lá rưỡi. Cây này đang lên cặp lá thứ 10 rồi các bác ạ. Cây này rất là to. Cây này bình thường là giá sẽ là 680 đấy ạ. Cây này nó bị lỗi lá một xíu. Và em cũng đang là vừa là lỗi lá một xíu này và vừa là em đang thanh lý vườn. Em sell nốt giá rẻ nên là cây này với giá chỉ còn có 450 thôi. Mã số E2. E2 450 các bác nhé. Mã số E2 với giá bằng 450.000 cho cây E2 này. Đấy, em mời các bác nhà mình hoan hỉ. Bác nào muốn lấy những cây tác phẩm đẹp này các bác alo theo số điện thoại của bên em để mua hàng nhé. Cây tiếp theo lên chia sẻ các bác nhà mình này là một cái cây cũng là hoàng nhạn tháng 8 bản lá Mitsu. Cây này mã số M8. Mã M8 này. Cây này bình thường là hơn 400, 450. Em nay đang thanh lý còn 360. Tức là em đang sell giá rẻ nhất có thể các bác nhé. Ok, cho đây các bác ngắm lá nghiêng cho em này. Các bác biết được lá của nó rất là to nhá. Lá to và tròn, ngắn. Chứ không phải là dòng lá mít thường đâu. Không phải là dòng lá mít xếp đâu. Đây là dòng lá Mitsu. Các bác chơi những cây tác phẩm như này thì nó tóm lại là tương lai là rất chi là đẹp các bác ạ. Hàng đơn thân mà mình mua được những cây Mitsu lá tròn như này nó thì rất là đẹp. Mã số M8 các bác ạ. M8 em đang sell nốt còn 360 cho cây này. 360. Đó, hoan hỉ xin mời các bác nhà mình ghé qua ủng hộ nhá. Bác nào muốn lấy cây nào thì mình cứ alo cho em gái theo số điện thoại bên em để mua hàng. Rồi tiếp theo em sẽ chuyển qua đơn tiếp theo ạ. Một chậu mặt trời Bangkok lai cửu này. Mặt trời Bangkok lai cửu này, chậu này bán với giá 450. Giờ em đang thanh lý chậu này còn 280 này. 280 mã số E7.
Mã số E7-208 mặt trời Bangkok Lai Cửu. Đôi này bác lấy được cái chốt cho em là 280.000 nhá. Đó. Rồi ạ. Hôm nay em cũng sẽ lên sale nốt các bác nhà mình những cái cây củ lao đỏ. Dòng này có đặc trưng là hoa thơm mùi chanh xả các bác nhé. Hoa rất là đẹp và thơm. Em lên các bác nhà mình hai rễ củ lao đỏ như hình này. Hàng nguyên một búi các bác ạ. Đó. Hàng nguyên một rễ luôn ạ. Nguyên một rễ các bác nhé. Đây cái bụi đầu tiên này em chia sẻ các bác nhà mình đây. Bụi này là hàng nguyên một rễ mẹ con này. Cũng phải nuôi thuần 3, 4, 5 năm rồi mới được một rễ như này các bác ạ. Củ lao đỏ giò này trước với giá là bằng 350.000. Em đang thanh lý các bác nhà mình giò này với giá còn có 190 thôi. Mã số E4 số lượng không còn nhiều. Còn khoảng tầm 20 giò nữa nên là em sell nốt các bác nhà mình giá rẻ nhé. Em có hơn 300 giò bây giờ còn có 20 giò thôi. Mã số là em đọc lại lần nữa này. Thanh lý các bác ơi. Nhanh tay sưu tầm hoa thơm mùi chanh xả. Hoa của nó bông to màu đỏ lưỡi màu hồng. Cái này thì các bác nhà mình thích hợp với các bác mình ghép lũa hoặc là mình về mình ghép trên cái thân cây tươi, cây xanh của mình trước cửa, cây nào to các bác ghép đấy, nó sẽ ra rễ và nó sẽ ra ngọn rất là nhiều, để con rất là nhiều, hoa rất là thơm và đẹp. Củ lao đỏ mã số E4 này, cả rề này, hàng nguyên một búi của em đấy, em chia sẻ thanh lý với giá còn 190.000. 190. Rồi ạ, em lên cái rề tiếp theo. Rề này thì nó sum suê và to hơn này. Rề này mã số E5. E5 thì dây này với giá ngày trước em đang bán với giá bằng 360 mã số E5 nhá. Bây giờ em cũng đang sell nốt dây này còn 220 thôi ạ. Mã số E5 cho củ lao đỏ hàng một dây một bụi. Bác nào mình có nhu cầu thì hoặc là tiện thể ghép thì em lại đang thanh lý nữa. Giá rẻ đi coi như là 50% luôn đấy. Thì vì những cái giỏ như này bác nào mà mình sưu tầm được thì mình lấy gộp luôn cả hai về mà ghép, mất công ghép. Hoa nó đẹp lắm các bác ạ. Với lại chẳng bao giờ có giá rẻ này nữa đâu. Cái hàng củ lao đỏ này em cũng không về thêm nữa. Em bán hết lô này là hết rồi. Thì em về trước về 2 thùng thì được hơn 300 giò đấy ạ, hơn 300 giò. Đấy, các bác nhà mình thấy không ạ? Em bán cũng bây giờ còn có 20 giò nữa là hết rồi nên là em sẽ sell nốt. Mã số em đọc lại lần nữa nhá, mã số E5 này với giá là bằng 220.000 cho giò này thôi. Vừa đẹp vừa rẻ các bác ạ. Em mời cả nhà mình nhá. Hôm nay thì em sẽ lên giới thiệu các bác nhà mình cái bông ngọc viễn đông lưỡi bệt các bác ạ. Ngọc viễn đông các bác này. Ngọc viễn đông lưỡi bệt các bác nhá. Đó, nói chung là bông rất là to. Bông này mới hôm nay là ngày hé nở đầu tiên. Bông này dòng này cánh của nó rất là bay các bác. Hôm nay mới là ngày hé nở đầu tiên nên là bông của nó đây. Ngọc viễn đông các bác. Bông này là bông ngọc viễn đông. Ngọc viễn đông các bác nhé. Đó. Em chia sẻ các bác nhà mình những chậu đây là chậu lá sọc. Đây các bác nhà mình có thể ngắm qua giúp em này. Em sưu tầm của dân vì cái vườn nhà bác này bác ấy bóng quá, bác bị bóng cây nhãn, cây vải, cây ăn quả đấy. Nó che tối hết vườn nên là bác ấy bảo là vườn nhà bác nó tối quá, nuôi sọc nó không lên được đẹp. Nó chỉ có mờ mờ thôi nên là bác mới bán. Cái này là cái nước vôi trong các bác nhé. Cái màu trắng trắng phấn phấn này là nước vôi trong này. Đó. Nếu mà cây được ăn nắng nhiều, sọc của nó lên rất là đậm luôn các bác ạ. Sọc gần như là toàn bộ lá luôn. Nhưng mà cái cây này, vườn bác này không còn nắng nhiều, đâm ra cái sọc của nó không được lên đậm. Đây bác nào mình lấy về trồng nhá, em mua được giá thanh lý rẻ, em cũng bán các bác cho mình giá thanh lý rẻ. Bác nào mình lấy về trồng thì mình để ra nắng cho em nhá, mình treo chỗ nào nắng nhất cho em, càng nắng nhiều càng tốt, nó sẽ lên sọc rất là đậm. Như cái chậu này nhá, chậu này của em mã số là E12. Mắc cái dây. E12 ạ. E12. Ngọc viễn đông lá sọc. Chậu này nó là cái hàng rất là VIP nhá, cái mặt lá này là cái nước vôi trong nhé các bác. Mình thích thì mình lau chùi đi nó sẽ sạch hết. Nhưng mà em không thời gian để lau chùi đâu. Cho ăn nắng nhiều cho lên sọc đẹp các bác nhá. Ngọc viễn đông lá sọc mã số E12. Chỗ này chia sẻ 160.000. Hai thân. Một thân này vừa to vừa mập khoảng tầm 50cm. Thân kia được khoảng tầm 25cm rồi. Ngọc viễn đông lá sọc 160.000 mã số E12. Chỗ tiếp theo này. Ăn nắng nhiều đi các bác cho lên sọc đẹp đi ạ. Mã số E11 nhá, E11 này. Tiếp một chậu ngọc viễn đông lá sọc mã số E11. Chậu này thì em chia sẻ với bác nhà mình 150 này. Đấy, vừa đẹp vừa rẻ, ai đi mua được cái lá sọc giá đấy không ạ? Chậu tiếp theo E14 này. E14 các bác này, ngọc viễn đông lá sọc này. Cùng một mặt hoa hết các bác nhá, nó đều là lưỡi bệt. Ăn nắng nhiều cho nó lên nhiều sọc đẹp các bác ạ. Chỗ này 3 mầm gốc em chia sẻ mã số E14 với giá là bằng 190.000. Quá là rẻ, người ta bán một ki sọc 500-600.000. Mà trong khi nó chỉ có khi nó chỉ là hàng phi đập tím thôi. Còn hàng này của em nó là hàng mặt hoa. Rồi thì nó lại còn là hàng lưỡi bệt nữa. Rồi nó lại còn là hàng lá sọc nữa. Mà giá có rẻ hơn cả phi đập tím các bác đi mua bình thường. Mã số E14 với giá 190.000 cho 3 thân này.
Thân này nó cũng lên sọc các bác thấy không? Thân ki này này. Đây nhưng mà cái ki này là em làm, em để cái và nó dập mất các bác thấy không? Đây nó lên sọc cả nhà mình nhìn thấy không? Đấy, đây là ki các bác nhé. Đây là ki này, nó cũng lên sọc đấy ạ. Cái này em để cái cây phải nó dập mất tí cái ki này các bác thấy không? Đây là sọc đấy không? Hai ba vệt sọc đấy các bác thấy không? Đấy, cái hàng ki nó cũng lên sọc rồi đấy. Rồi, chậu tiếp theo lên chia sẻ các bác nhà mình, chậu này mã số M32. Mã số M32 này. Đây, Ngọc Viễn Đông là sọc đây, mã số M32. Được chưa ạ? Chậu này của em thì có cái mã số đó là mã M32 160.000. Các bác nhìn mặt đằng lưng sẽ dễ nhìn hơn. Đây, các bác thấy không? Đây các bác nhà mình nhìn nhá. Có thể nhìn mặt trên lá này tại vì cây nó không được ăn nắng nhiều nên nhìn mặt trên lá rất là khó phát hiện ra, nhưng các bác nhà mình cứ lật cái lá bên dưới các bác nhìn thấy sọc đây không? Đấy, nên là chỉ cần chờ nắng một phát là nó sẽ bung lụa rất là đẹp đấy các bác thấy không? Những cái vệt sọc nó rất là rõ như này nhưng mà nó không có nắng. Nó phải lên được ăn được nắng nhiều nó mới lên đẹp được. Đó, chậu này của em mã số M32 với giá bằng 160.000 là chậu sọc này, Ngọc Viễn Đông lá sọc. Rồi bác nào sưu tầm được thì mình alo cho em gái để mua hàng nhá. Tiếp theo đây thì em sẽ lên giới thiệu các bác nhà mình, đó là một giò quế tháng 8, quế trang tháng 8, hàng nguyên bản. Cái này là những cái khúc nguyên bản em mua của bà con đi rừng về, những cái khúc nguyên bản này này, xong em đặt vào chậu này. Em cũng nuôi được tầm 1 năm rồi nhưng mà cũng chưa có phân thuốc gì cả. Đây như chậu này mã số là M19 này, quế trang tháng 8 các bác nhé. Đấy, đây như giò này, mã số M19. Đó, chậu này bác nào sưu tầm về mình có thể bổ sung thêm một tí phân thuốc vào đây nhé. Quế trang tháng 8 Hòa Bình đấy các bác ạ, dòng này rất là giá trị luôn. Em chia sẻ các bác nhà mình cái mã số của giò quế này là mã M19. M19 em chia sẻ là 400 các bác nhé. Mã số M19 chậu quế trang tháng 8, quế trang tháng 8 Hòa Bình, mã số M19 400k chậu này, rất là đẹp. Em xin mời các bác nhà mình, quế Hòa Bình đấy cả nhà mình ạ, quế Hòa Bình nhé. Các bác nào sưu tầm được thì mình liên hệ cho em gái để mua hàng ạ. Em mời các bác nhà mình ngắm cho em gái một cái bông Koki nhé. Hoa này nở được khoảng tầm 20 ngày các bác này. Ở nhà mình ngắm cái bông đẹp không các bác? Bông thực tế luôn các bác nhé. Kurat Koki giống xưa. Đó, hoa là thơm nên là có nhiều con kiến nó đến này. Hoa này nở được khoảng tầm 20 ngày đấy các bác ạ. Bông nó thơm dã man các bác nhà mình có thể thấy từng cái bông hoa này. Nó đẹp trên từng bông hoa. Bông nó cánh mai và to tròn như này các bác nhé. Đấy. Mỗi một bông hoa đây như này ạ. Nó nở được khoảng tầm 20 ngày rồi. Chưa bị dính nước mưa, hôm trước là bị dính nước mưa các bác ạ. Đẹp dã man cả nhà mình ạ. Hoa thơm lắm các bác ơi, Koki xưa chuẩn luôn ấy các bác nhà mình ngắm được bông này chưa ạ? Này thì em lên sale các bác nhà mình giá cũng rất là ok, rất là rẻ để mời các bác nhà mình chiêm ngưỡng cái bông Koki này nhá. Đó, Koki xưa ạ. Đây. Em lên các bác nhà mình chậu này. Đó, cái cây này do nó bị xem nắng một tí xíu vừa rồi, cứ nắng mưa bất chợt nên là nó bị xem nắng này. Ba cây Koki xưa các bác này. Đây, nhà mình ngắm giúp em rồi, cây Koki xưa 3 cây nhé, hàng đã nuôi thuần tại vườn. Ba cây Kurat Koki giống xưa, hàng nuôi thuần tại vườn. Đó, bông này nó cũng đã rụng mất một vài bông rồi, hôm trước nó bị ngấm nước mưa, dính nước mưa vào. Còn nếu mà để nhiệt độ môi trường tốt nhất để nó nở hoa thì nó vô cùng đẹp các bác ạ. Một chậu 3 cây Koki xưa, Kurat Koki giống xưa. Chậu này nó hơi lỗi lá một xíu nên là em sẽ xeo nốt các bác nhà mình nhé. Koki xưa là nuôi thuần tại vườn đấy ạ. Mã số chậu này là mã số C8 650. Chậu này em lấy các bác nhà mình 600 nhé. Mã số C8 600k chậu này. Ba cây rất to, 600k chậu Koki xưa nhé. Em xin mời cả nhà mình 600k các bác ạ. Bác nào lấy được chậu này mình nhắn giúp em này. Mã số là C8 ạ. Em quay các bác nhà mình đó là một cái giò cáo đỏ. Giò này rất là to, em còn có 2 giò thôi. Giò này là giò rất là to các bác nhé. Cáo đỏ Bắc Cạn này. Cây to đẹp lắm các bác, cây nuôi thuần rồi mà to đẹp lắm. Đây cả một chậu luôn. Cáo đỏ Bắc Cạn các bác ạ. Chậu rất là đẹp. Chậu này của em thì có cái mã số đó là mã số B4. Mã số B4 nhé. Chậu này em đã báo giá một lần rồi ạ. 1.850.000. Giờ em sell nốt giá rẻ nốt các bác nhé. Để em bê lên các bác nhà mình cùng ngắm rồi. Rất là to. 1.850.000. Mã số B4. Bây giờ em sẽ sell nốt này. Bác nào sưu tầm được giò này thì tác phẩm này thì ghé qua ủng hộ cho em gái một giò tác phẩm rất to. Mã số đấy, cái này bị rơi mất cái gì kia rồi, rơi mất cái vỏ thông rồi, vỏ thông ở bên dưới. À, cái vỏ thông này là mình vừa đặt lên trên một cái sạp ở dưới là có cái vỏ thông của cái chậu kiếm. Chậu kiếm em vừa mới tách ra xong, nó dính ở dưới đây nha các bác nhá. Đơn này thì em chia sẻ các bác.
Chỗ này hôm nay em đang sale nốt các bác nhà mình, chỗ này với giá 1.450.000. Em sale nốt giá rẻ, đây là cái giá thanh lý các bác nhá. Nên là bác nào nhà mình có nhu cầu sưu tầm thì các bác liên hệ cho em gái để mua hàng. Mã số là B4 các bác ạ, mã số là B4. Em chia sẻ với giá là bằng 1.450.000, 1.850.000 em đang cắt lỗ thanh lý nốt 1.450.000. Bác nào sưu tầm được dòng này mình chốt giúp em nhá. Đó, ok chưa ạ? Rất là đẹp mà tác phẩm nó rất là đẹp luôn mà giá đang thanh lý giá rẻ nốt, nên là bác nào nhà mình có nhu cầu sưu tầm thì các bác liên hệ cho em gái để mua hàng. Vừa đẹp vừa rẻ các bác ạ, vừa đẹp vừa rẻ. Rồi em xin mời các bác nhé. Đây, những đơn hàng em đóng để gửi khách đây. Đó, các bác nhà mình để ý điện thoại nhận hàng giúp em nhé. Nói chung là buổi sáng đi ship vừa qua lấy một thùng rồi. Sáng nay ship lấy một xe rồi. Bây giờ thì cái đơn này là buổi chiều nhé. Đơn này buổi chiều lát em sẽ gửi nốt nhé. Đấy, những thùng hàng rất là to. Tiếp ở đây thì em lên chia sẻ các bác nhà mình một cái tác phẩm. Một cái giò to vật vã luôn các bác ạ. Một giò tam bảo sắc hoa vàng. Ngọn nó to dã man các bác ạ. Tam bảo sắc hoa vàng đấy cả nhà mình ạ. Lá nó to, ngọn nó to xếp rụt này. Các bác thấy không? Một tác phẩm rất là đẹp nhá. Tam bảo sắc hoa vàng ạ. Giò này là hàng thuần 7-8 năm rồi. Một giò rất là to. Đó, các bác nhà mình có thể ngắm ngọn cho em này. Ngọn nó to và xếp rụt các bác nhé. Một giò tam bảo sắc hoa vàng. Đấy, một siêu phẩm. Rồi này em bán với giá bằng 2.500.000. Hôm nay em cũng sell nốt các bác nhà mình nhân cái ngày chủ nhật này. Ngọn nó to phà phà luôn các bác ạ. Ngọn nó rất là đẹp. Các bác nhà mình ngắm đi nhé. Em đứng ở đây nó nắng quá. Đây, em quay các bác nhà mình xem. Một cái siêu phẩm. To tác phẩm, trấn thụ vườn các bác ạ. Trấn thụ vườn rồi này thì vô cùng đẹp. Tam bảo sắc hoa vàng. Đó, ok chưa ạ? Bác nào sưu tầm được cái tác phẩm này thì em chia sẻ các bác nhà mình hôm nay rồi này nhá, chia sẻ các bác nhà mình về với giá bằng 2.100.000 cho rồi này. Đó, và đặc biệt là rồi này nếu như em nói thật là các bác nhà mình rất là hãi cái việc tiền ship các bác, vì nó quá to như này nên là tiền ship của nó mất cứ tầm 300-400. Em sẽ chịu trách nhiệm cho các bác nhà mình tiền ship nữa. 2.100.000 cho tác phẩm này, tam bảo sắc hoa vàng, chuẩn hoa vàng luôn mà giò rất là to. Và em sẽ chịu trách nhiệm cho các bác nhà mình cái giò này cho tiền ship các bác nhà mình nữa. Ví dụ mấy trăm nghìn tiền ship thì em sẽ trả các bác nhà mình, các bác không phải trả nhá. Đó, nên là bác nào mình muốn sưu tầm cái tác phẩm to để trấn thủ vườn các bác nhà mình có thể nghiên cứu giò này. Hoa vàng đấy các bác ạ, chuẩn hoa vàng luôn đấy, rất là to. Rồi, em xin mời các bác nhà mình nhá, tam bảo sắc hoa vàng, một tác phẩm rất là đẹp. Với giá hôm nay đang sale các bác nhà mình chỉ có giá bằng 2.100.000 cho giò này. Và em bao phí ship, ví dụ như phí ship mất mấy trăm, các bác ở miền Bắc thì hết khoảng tầm vào 250.000 tiền ship thì em sẽ trả. Mà các bác mà đặt hàng mà trong miền Nam thì mất khoảng tầm 300.000 tiền ship thì em cũng vẫn là người sẽ trả các bác nhà mình tiền ship. Đó, ok chưa? Em xin mời cả nhà mình. Các bác nào muốn sưu tầm thì mình liên hệ cho em gái để mua hàng nhé. Tam bảo sắc hoa vàng. Ngọn nó to lắm các bác ạ. Ngọn nó nhìn nó phê lắm, nhìn nó như ngọn quế ấy, vì ngọn nó rất là to, nó phà phà luôn. Đó, cả nhà mình ngắm này. Đây là một chậu kiếm hồng khánh đăng các bác ạ. Đây cả nhà mình nhìn cái bông cho em này. Bông này nó dài lắm. Hồng khánh đăng các bác ạ. Bông nó rất là đẹp. Cánh mai các bác thấy không? Đó. Em mời các bác nhà mình. Một cái bông kiếm hồng khánh đăng nhé. Cái chậu như này luôn ạ. Cả một chậu ạ. Chậu này của em nói chung hồng khánh đăng ngày trước cái giá của nó cũng phải tầm 1.000.000 một thân đấy ạ. Cái bông hoa này các bác, nhiều bác là còn nhận nhầm Phan Trí đấy. Hôm trước các bác cứ hỏi em là Phan Trí à, tại vì em mới lên hoa chưa quay, chưa nói tên, các bác bảo em Phan Trí à. Đó, đây ạ, hồng khánh đăng các bác nhé. Em đứng ngoài trời nắng 39 độ. Đấy các bác nhá. Ngọn hoa nó rất là dài, ngọn hoa này dài tầm vào 70-80 phân rồi. Chậu này bác nào nhà mình có nhu cầu sưu tầm này, một chậu kiếm hồng khánh đăng nhá. Em chia sẻ cả chậu 2 thân, 4 thân, 5, 6, 7, 8. Chắc chậu này được tầm 90 thân gì đấy. Em chia sẻ các bác nhà mình cả chậu hồng khánh đăng này với giá là bằng 450.000. 450.000 cho cả chậu này. Tính ra chỉ khoảng tầm vào chưa đến 50.000 một thân. Nó khoảng tầm hơn 40.000 một thân thôi ạ. Hơn 40.000 một thân kiếm hồng khánh đăng rất là đẹp. Bởi vì em sell giá rẻ nên là em sẽ không tách 1-2 thân ra nữa mà em bán là bán cả chậu như vậy luôn. Đó, bác nào nhà mình có nhu cầu sưu tầm thì các bác liên hệ cho em gái để mua hàng nhé. Em cảm ơn các bác. Nhân tiện quay kiếm em quay luôn các bác nhà mình chậu này nữa. Một chậu vị hoàng, một chậu kiếm vị hoàng. Vị hoàng như các bác biết rồi, vị hoàng thì
Tứ Đại Danh Kiếm ngày xưa đi mua lúc đắt cũng mười mấy triệu một thân, mười mấy triệu mới được một thân các bác. Một chậu kiếm vị hoàng như này, chậu này của em chia sẻ cả chậu luôn, được 2 thân 3 thân 4 5 6 7 thân, 7 thân kiếm vị hoàng này em chia sẻ các bác nhà mình giá là 280.000 cho cả chậu, 280.000 cho cả chậu kiếm vị hoàng này. Chậu này bác lấy được thì mình lấy giúp em nhé, 280. Và tiếp theo đây thì em mời các bác nhà mình đây cho ra nắng luôn, mời các bác nhà mình ngắm cho em gái một cái giò nhạn hoàng nhạn tháng 4 hàng Buôn Đôn các bác ạ, hoàng nhạn tháng 4 hàng Buôn Đôn các bác nhé, cây rất là khỏe đẹp, một tác phẩm 10 cây đều như nhau cả 10 các bác, cây nào cũng đẹp. Hoàng nhạn tháng 4 Buôn Đôn các bác ơi, một cái tác phẩm đã được tạo dáng rất là đẹp. Cây đang tầm phát triển. Nói chung là rất là đẹp các bác nhé. Cái chậu này cây đều đẹp. Vào một cái chậu gỗ to các bác ạ. Hoàng nhạn tháng 4 Buôn Đôn ạ. Đó, một tác phẩm hoàng nhạn tháng 4 rất là đẹp. Em xin mời các bác nhà mình cái giò này của em thì có mã số là VIP 1. Giò hoàng nhạn này có cái mã số đó là mã VIP 1 các bác ạ. Mã số VIP 1 hoàng nhạn tháng 4 nhé. Em xin phép chia sẻ với các bác nhà mình giò to này với giá bằng 1.900.000 cho tác phẩm này. 1.900.000 các bác ơi cho cái giò này nhé. Cây vô cùng đẹp luôn. Mời các bác nhà mình ngắm. Đó, bác nào nhà mình có nhu cầu sưu tầm thì các bác liên hệ cho em gái theo số điện thoại là 0385050491 để mua hàng. Mã số VIP 1 với giá bằng 1.900.000. Đây ạ. Đó, bác nào sưu tầm được thì mình liên hệ cho em gái theo số điện thoại em để trên bài like để mua hàng nhé. Rất là cảm ơn các bác nhà mình đã đón xem like của em. Xin hẹn gặp lại các bác nhà mình trong phiên live của ngày hôm sau. Em chào cả nhà mình ạ.